Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Với cái video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị dự án hai căn nhà thuộc đường Ý La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cụ thể là thuộc phường Dương Nội nha quý vị. Với cái hai căn nhà này thì ngõ ở đây hai xe máy tránh nhau, và với cái hai căn này thì có một cái sân ở đằng trước mọi người nha. Sân sử dụng dành riêng cho hai nhà, có cổng riêng rồi mọi người ạ. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của cái căn nhà này với cái thông số nhà 33m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, đầy đủ sổ đỏ chính chủ, bao toàn bộ phí thuế, hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt tiền của ngôi nhà là 3m53 mọi người nha. Và với căn nhà này thì phần mặt tiền cũng như là toàn bộ là được ốp đá granite này. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp, bên ngoài là lớp cửa inox 304 và bên trong là cửa kính cường lực nha mọi người. Đó. Căn nhà này thì được thiết kế rất là hợp lý mọi người ạ, chia 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Với cái vị trí của cái ngôi nhà này mà đi ra tới trung tâm thương mại Yomon ở Đông thì nó khoảng tầm 1,6 km mọi người nha. Đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn cũng rất là gần. Từ vị trí ngôi nhà này rất là gần với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, gần với trường Tiểu học Kim Đồng, trường Mầm Non. Với cái vị trí ngôi nhà nói tóm lại xung quanh ngập tràn tiện ích mọi người ạ. Giá chào bán 2.650.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và căn nhà này quý vị chỉ phải chi trả trước 1 tỷ cho tới 1,2 tỷ đồng tiền mặt thôi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm quý vị nhé. Mời người theo em vào phần tầng 1, phòng khách của ngôi nhà. Như trên hiện trạng quý vị nhìn thấy, với phần phòng khách, chủ đầu tư thiết kế tặng cho mình một bộ bàn ghế với cái chất liệu là gỗ sồi Nga, đồng thời là có kệ tivi ở đây mọi người nha. Có một cái vách ốp ở đây là vách ốp PVC nhựa mọi người nha. Đó, để tivi này, quạt trần Panasonic này, rất là hợp lý. Căn nhà này thì chỉ việc xách hành lý về và ở ngay thôi quý vị ạ. Xung quanh đi lại giao thông vô cùng thuận tiện, rất là hợp lý với quý vị nào, anh chị nào đi làm ở trục đường Lê Văn Lương kéo dài hoặc là đại lộ Thăng Long thì với cái vị trí căn nhà này cũng rất là hợp lý nha mọi người. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây, chủ đầu tư tặng cho mình luôn cả một bộ bàn ăn mọi người ơi. Nhìn luôn rất là đẹp, rất là hợp lý với cái không gian phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Đây, toàn bộ tủ bếp là thiết kế tủ gỗ An Cường, phụ kiện bếp đi kèm thì là chất liệu inox 304 với chậu rửa, vòi rửa đều được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt xong xuôi rồi mọi người nha. Nước sạch sử dụng là nước sạch Hà Đông và điện lực EVN Hà Nội. Đó, gạch thì là kích thước gạch 60-60 granite. Toàn bộ cái tông màu chủ đạo của cái ngôi nhà này nó là tông màu trắng ngả vàng nhạt mọi người nha. Đó, tủ bếp ở đây thiết kế rất là rộng, hợp lý, rất phù hợp với lại hai vợ chồng trẻ, hai đứa con, ba đứa con thì rất là hợp lý mọi người ơi, bởi vì ở trên có những tận 4 phòng ngủ lận cơ. Ngoài ra, phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh, thì phòng vệ sinh này đầy đủ cho quý vị về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên sử dụng 4 tầng của ngôi nhà. Căn nhà này thì có bể ngầm ở phía dưới tầng 1 rồi là 2 khối 8, và phía trên tầng 4 là có một cái bồn 1 khối nước rồi mọi người nha. Đây là máy bơm tự động, khi mà hết nước thì sẽ bơm lên trên bể cho mình. Tiếp theo, toàn bộ hệ thống cổ trụ tay vị cầu thang ở đây như quý vị nhìn thực tế là chất liệu là gỗ lim mọi người ạ. Mặt bậc của bậc cầu thang toàn bộ là ốp đá đen trắng, rất là đẹp, rất là tinh tế. Đây là tầng 1, Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nhé. Quý vị ơi, với tầng 2 như Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người rồi đấy, căn nhà này có những 4 phòng ngủ, thì tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà mỗi tầng thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh ở giữa. Đây là phía căn phòng ngủ đầu tiên. Ở phía trên tầng 2, chủ đầu tư lắp đặt sẵn cho mình một bộ rèm cửa rồi nha quý vị. Và trên tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì là lát sàn gỗ mọi người nha, sàn gỗ công nghiệp. Đó, cửa thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Ống chờ, dây chờ và át chờ đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái không gian căn phòng ngủ này vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất. Đồng thời hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led, âm trần đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi mọi người ạ. Chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Với cái không gian của cái căn phòng ngủ này thì nó khoảng tầm 12m² mọi người nha. Đó, kê đồ cũng rất là hợp lý. Cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ạ. Đây,
cách âm chống ồn cũng như là cách nhiệt rất là tốt mọi người nha. Về cái độ thẩm mỹ thì nó không thể đẹp bằng cửa gỗ được, nhưng mà về cái độ bền thì nó cũng ngang ngửa mọi người ơi. Và tiếp theo đó là cái căn phòng ngủ bên trong. Đây là căn phòng ngủ bên trong ở phía tầng 2 quý vị nha. Với cái căn phòng ngủ bên trong này thì nó nhỏ hơn một chút so với lại cái phòng ngoài. Căn phòng ngủ này nó chỉ khoảng tầm 9m² thôi mọi người ạ. Cũng đều được lát sàn gỗ, xung quanh có cửa sổ thông thoáng mọi người nha. Đó, với cái không gian phòng ngủ này cũng vậy, cũng được lắp đầy đủ hệ thống trần này cao, hệ thống đèn led chiếu sáng. Và phòng vệ sinh ở giữa hai căn phòng ngủ ở đây. Mời quý vị khám phá cùng ngói nhé. Đây là nhà vệ sinh sử dụng cho hai căn phòng. Thì quý vị có thể nhìn thực tế hệ thống sen cây này, hệ thống bồn cầu liền khối này, thương hiệu Toto luôn mọi người nha. Vòi xịt, vòi rửa và hệ thống lavabo bàn đá để cho quý vị sử dụng. Đó, cửa nhà vệ sinh thiết kế đây mọi người thấy không? Rất là hợp lý luôn. Tối đa cái diện tích sử dụng, tối đa cái công năng cho mình. Đây là tầng 2, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và quý vị ơi, với cái tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Đó, nó chỉ khác một chút về cái cửa sổ ở phía bên dưới tầng 2 và cửa sổ trên phía tầng 3 này một chút thôi. Còn lại về cái màu sắc rèm cửa cũng như là sàn gỗ, rồi là thiết kế cái trong phòng này thì nó như nhau mọi người nhá. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Đó, căn phòng đây ngập tràn ánh sáng. Với quý vị nào mà đang hợp hướng Tây Nam của ngôi nhà thì có thể liên hệ ngay với Ngọc Ánh để có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này nhá. Rất là hợp lý, rất là đẹp ạ. Và cái căn phòng ngủ tiếp theo, căn phòng ngủ thứ tư của ngôi nhà này, của tầng 3 này luôn mọi người ơi. Đây, đây là căn phòng ngủ thứ tư của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thiết kế tối đa cái công năng 4 phòng ngủ riêng biệt, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi, đáp ứng công năng quý vị đi lại cũng rất là thuận tiện với cái trục đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Đó, căn phòng ngủ ở đây nữa. Và nhà vệ sinh ở phía trong tầng 3 y hệt như tầng 2 mọi người nha. Chỉ thay vào cái hệ thống sen cây thì sử dụng hệ thống sen tắm thường cho quý vị thôi. Và phần cuối cùng của ngôi nhà đó là tầng 4. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nữa nha. Với cái tầng 4 của ngôi nhà, khi mà vừa bước chân lên trên phía cầu thang thì ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang quý vị nha. Và tầng 4 của ngôi nhà thì được chủ đầu tư thiết kế như sau. Ngoài đang đứng ở đây đó là cái phía để máy giặt mọi người nha. Và đằng sau này là phía sân phơi. Ở đây là có một phòng riêng để làm phòng thờ mọi người ơi. Đó, phòng thờ cũng được chủ đầu tư lắp đặt sẵn rèm cửa các thứ cho mình rồi nha. Đó, phòng rất là rộng, đó, cửa sổ thông thoáng. Như vậy, nếu mà tính tổng về cái phòng riêng thì ngôi nhà này có những 5 phòng riêng mọi người ạ. Hệ thống tay vịn cầu thang như Ngọc Ánh vừa chia sẻ. Và đây chính là phần sân phơi, bước ra đây rất là thoáng mọi người nha. Rất là thoáng. Ở đây có một cái chủ đầu tư lắp sẵn cho mình một cái thang để đi lên trên phía trên tầng thượng mọi người ạ. Ở trên đấy như Ngọc Ánh vừa nói rồi, ở đấy trên đấy có bồn nước một khối rồi quý vị nhá. Đây là phần sân phơi vô cùng thông thoáng. Nhà này thì đã đổ liền cái mái trên tầng 4 mọi người ạ. Và kết thúc video này thì Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người giá chào bán căn nhà là 2.650.000.000 bao toàn bộ phí thuế sang tên, có trả về vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Căn nhà này đã được hoàn thiện xong, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Vị trí thuộc ngõ 138 đường Ý La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhá. 0983 013 403 hoặc 0888 041 414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.